Gọi taxi trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile chỉ với 4 bước cực đơn giản. Bước 1, đăng nhập ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, chọn tính năng gọi taxi. Bước 2, nhập điểm đi, điểm đến. Bước 3, lựa chọn hãng xe, loại xe, chọn hoặc nhập mã giảm giá nếu có và đặt xe. Bước 4, xác nhận giao dịch và thanh toán ngay trong chuyến đi hoặc ngay khi kết thúc chuyến đi. Gọi taxi dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile với hàng ngàn ưu đãi. Gọi taxi ngay!